bạn thấy đây là khu vực của cofferdam. Cofferdam dùng để chắn nước và có bảo vệ bên trong thành của nhà ga Ba Son. Hiện giờ cofferdam gần như đã hoàn tất. Cofferdam này được làm bằng cách là mình đóng ship bay, mình đóng theo dạng như hình chữ nhật như các bạn thấy. Ship bay này nói là ship bay kia. Ship bay này dùng loại ship bay 400x400 và gần như là đổ đá để chống hai bên, có những thanh vàng ở giữa. Đây là một trong những giai đoạn thi công của tường chắn diagram wall của nhà ga Ba Son. Phía này là đang lắp thép và đang lắp vách pha gần xong hết. Và các bạn thấy hai cái bức tường bê tông mà công nhân đang đứng đó, gọi là gai wall, tường dẫn. Tường dẫn dùng để dẫn hướng cho đổ bê tông khi mà bê tông vĩnh cửu cho đi wall. Còn này là quá trình lắp thép và chuẩn bị đổ tường dẫn. Còn đây là máy đang đào khối lượng đất ra để chuẩn bị đào xuống khoảng 42m để mình đổ bê tông cho tường dẫn. Hiện giờ công trường ngay chỗ tuyến metro Bến Thành này rất là nhộn nhịp. Nó đang kịp tiến độ để đến 2019 để hoàn thành. Xin chào các bạn. Mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cái khu vực của Tay B. Đây là một khu vực của kết cover, là nối giữa Tay A ngay chỗ tường chắn như các bạn thấy. Và đây là Tay B. Tay B này thi công giữa lòng sông, do đó kết cấu của nó hơi phức tạp. Phía dưới là những kinh mót dạng ống tròn, phía trên là một cái dạng như sàn tạm, nó gọi là temporary deck. Thì ở đây trước khi mà để sàn tạm lên thì có những cái thanh thép y này để dằn qua. Sau khi sàn tạm này hoàn thành xong thì sau đó những kinh mót này sẽ đổ bê tông vĩnh cửu hoàn tất. Do đây là khu vực thi công giữa lòng sông nên gần như các công nhân sẽ đặt những cái khu mà chế tạo thép và lắp đặt thép ở tại đây. Đây là một trong những quá trình lắp thép, lắp dựng thép cho tường chắn diagram wall. Thì như các bạn thấy, một lồng thép như vậy là khoảng 3m. Khi đó mình phải xả thả hai lồng thép. Cái panel của mình, tường chắn của mình là 1m nhân cho 6m. Do đó đây là lắp dựng hai lồng thép và thả cùng lúc xuống. Sau đó nó sẽ đổ bê tông vĩnh cửu. Phía xa xa như các bạn thấy, những cái thanh thép phía trên của lồng được nối coupler, được nối những cái ti ren rõ ràng. Sau đó hai cái ti ren này sẽ nối hai lồng với nhau. Tay B này thi công giữa lòng sông, do đó được chọn nơi đây làm nơi lắp dựng thép và chế tạo thép cho con khung. Do đó trong cái quá trình thi công thì Tay B được làm trước đầu tiên để thứ nhất là thi công giữa lòng sông đỡ mất thời gian, thứ hai là lắp sàn tạm để chế tạo thép. Bây giờ mình dắt các bạn qua những cái khu vực như là Tay C. Tay C thì khá là dài, Tay C được chia làm 3 khu vực. Tay C1, C2 và C3. Đây.
chào các bạn. Đây là góc nhìn từ trên cao của Taisei 1. Khi nãy mình đã giới thiệu các bạn đứng từ góc nhìn bên dưới, thì đây là một cái góc nhìn từ trên cao của quá trình lắp dựng cái box tunnel của Taisei 1. Phía trên các bạn thấy nó định vị chiều cao của những thanh thép ngang này, sau đó nó sẽ treo lồng và nó lắp dựng từ trên xuống dưới. Những thanh thép này sau khi đã cố định được chiều cao là bao nhiêu thì nó sẽ xác định được chiều cao đáy của nó, bắt đầu nó lắp dựng cái quá trình bóc tuner này. Đáy sàn bóc tuner này như các bạn thấy á, thì nó dày 1 mét và những cái thép đai á, nó xen kẽ với nhau, nó zig zag với nhau, nó khá là khác biệt so với những cái thép đai của nhà phố và những thép đai thông thường. Ở đây thép đai nó bó cứ hai lớp thép với nhau thành một cái hình nụ vuông như vậy. Đây là khu vực nối liền giữa Taisei 1 và C2, C3. Phía xanh xanh các bạn thấy cái lưới bao che màu xanh lá, đó là khu vực của kết cover Taisei 1 như mình đã giới thiệu các bạn khi nãy khi đứng từ phía dưới nhìn lên. Còn phía đây là trên mặt đất. Nối liền giữa Taisei 1 là cái khu vực này đang được gia cố là Taisei 3 và Taisei 2. Phía này là Taisei C2 nè. Phía xa xa các bạn thấy là Taisei 3. Thì hai khu vực này hiện giờ trong tháng 7 này đang thi công tường chắn thép bằng cừ lá gen hay được còn gọi là sheet bay. Thì hai khu vực C2 và C3 đang đóng gần như sheet bay đã hoàn tất, đang trong quá trình gia cố nền bóng bằng soil improvement. Thì các bạn thấy đây là cái máy gia cố soil improvement. Soil improvement được hoàn thiện khoảng 18% trong tháng 7 này.